Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đồng Mích, huyện Lập Thạch đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Đến nay, xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cưng hóa trên 16 km đường giao thông nông thôn và trên 12 km giao thông nội đồng kinh tế của địa phương có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 5,75%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng một năm. Hiện nay thì cho đến thời điểm này thì chính thức xã là còn 3 tiêu chí, một là tiêu chí về môi trường, hai là tiêu chí về chợ, ba là tiêu chí thiết chế văn hóa là trung tâm văn hóa. Thế và hiện nay thì xã đang tích cực nỗ lực như các chị biết là hiện nay cơ bản cái phần thô và các cái phần cơ bản đã hoàn thiện. Và trong tháng 2 này thì xã sẽ tập trung hoàn thiện ba cái tiêu chí này để mà về đích trong tháng 3 năm 2017. Những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đồng Mích đã có phần làm cho bộ mặt nông thôn của xã có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Từ ngày có cái đường nông thôn mới thì chúng tôi rất hạnh phúc mà sạch sẽ cho đường làng ngõ xóm của nhà văn hóa chúng tôi đi lại rất thuận tiện mà sạch sẽ gọn gàng. Với những kết quả đã đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Mích phân đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2017.